Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video bài tập của mình. Và mình là Thu Trang, sinh viên năm 2 của Đại học EdX. Trong video ngày hôm nay với chủ đề là mình sẽ chia sẻ tới cho các bạn về bộ môn keyword mình tâm đắc nhất trong buổi học vừa rồi. Trong video trước của bộ môn Focus on Excellence thì mình đã review về nội dung buổi học, với nội dung đó là thói quen bỏ cuộc và những lý do khiến sao cho chúng ta lại trở nên dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Và với keyword mà mình tâm đắc nhất trong video này mình chia sẻ tới cho các bạn, nó nằm trong cái lý do mà khiến cho chúng ta dễ dàng bỏ cuộc. Bởi vì đối với mình, cái lý do này nó là một trong những cái tiền đề, đó là một trong những lý do xuất hiện ban đầu nhất khi mà mình muốn thực hiện một điều gì đấy, mình muốn làm một điều gì đấy, nó ngăn cản mình và khiến cho mình trở nên không còn mong muốn làm cái công việc nữa và dễ dàng bỏ cuộc ngay từ đầu. Và keyword và cái lý do mình nói tới ở đây đó chính là nghi ngờ bản thân. Không biết là các bạn đã nghe từ này trước đây bao giờ chưa? Còn với mình thì kể từ khi vào trường thì mình mới có thể là nghe tới cái từ này, nghe tới cái cụm từ nghi ngờ bản thân như thế này. Bởi vì mình luôn nghĩ rằng là với sự nghi ngờ thì có thể là mình đã nghe rồi, có thể là mình nghi ngờ điều này, mình nghi ngờ điều kia, mình nghi ngờ người này, mình nghi ngờ người khác, còn chưa bao giờ thực sự là mình nghi ngờ về khả năng hay cái gì đấy của mình cả. Và như mình đã nói thì để giải thích về cái từ nghi ngờ bản thân này, chúng ta có thể sử dụng phương pháp chiết tự một cách đơn giản. Bản thân ở đây thì có nghĩa chính là chính mình rồi, tức là chính mình là từ bản thân mình mà ra. Còn nghi ngờ có nghĩa đó là một sự không chắc chắn, đó là một sự không rõ ràng. Vậy thì ghép lại, có nghĩa nghi ngờ bản thân có nghĩa là việc chúng ta không chắc chắn về bản thân mình, không có sự rõ ràng trong chính bản thân mình. Và với cái việc mà chúng ta không có sự chắc chắn, không có sự rõ ràng đấy, có nghĩa là chúng ta chưa hiểu bản thân mình. Và từ đấy chúng ta sẽ bị đánh giá sai bản thân. Và trước khi làm mỗi cái việc gì đấy, trước khi chúng ta muốn bắt đầu, chúng ta có nổi lên cái sự nghi ngờ bản thân như vậy. Và chúng ta đánh giá bản thân mình khi chúng ta muốn làm một việc là có khả năng hay không. Mình sẽ lấy một ví dụ đơn giản để cho chúng ta có thể hiểu nhé. Ví dụ như là khi mà mình được giao, mình đi làm một cái công việc telesale chẳng hạn, mình được giới thiệu làm telesale. Với những người khác có thể là họ đánh giá năng lực của họ rằng là họ có thể làm được, hoặc thậm chí là có thể là họ chưa có kinh nghiệm, nhưng mà bằng cái sự hiểu biết, bằng cái niềm tin về chính bản thân mình thì họ vẫn quyết định đi làm telesale và tin chắc rằng bản thân mình sẽ làm được. Với ngày trước thì mình cũng đã như thế, khi mà mình được nhận được lời mời đó là mình có muốn đi làm telesale hay không thì mình cũng không có suy nghĩ nhiều về cái việc bản thân mình như thế nào cả, mà là mình chỉ có nhận lời và thế là đi thôi. Nó giống như kiểu một trải nghiệm và một thử thách mới của mình. Đấy là với mình khi mà lúc đấy mình chưa có sự nghi ngờ bản thân nhiều, tức là mình vẫn có niềm tin vào bản thân rằng là mình sẽ làm được. Còn với những người khác thì họ sẽ lại nghĩ rằng là bản thân mình chưa có khả năng, bản thân mình có thể là còn sợ hãi, rụt rè. Thực ra là mình cũng đã từng nghĩ như thế, mình đã từng nghĩ rằng là có thể là mình sợ hãi, rụt rè thì mình có làm được hay không. Nhưng cái thời điểm đấy, cái thời điểm khoảng tháng 4, tháng 5 năm ngoái thì mình thấy rằng là mình có thể làm được. Cái lúc đấy mình vẫn còn niềm tin vào bản thân mình rồi. Nhưng mà dần dần cho tới hiện tại, tức là cách đây một khoảng thời gian ngắn vừa rồi đấy, thì mình lại chợt nổi lên một cái đúng như cái từ đó là nghi ngờ bản thân. Mỗi khi được ra một việc gì đấy, mỗi khi mình có ý tưởng hay là mình có suy nghĩ muốn làm một công việc thì mình lại tự dưng mình lại đặt ra câu hỏi rằng là mình có làm được công việc đấy tốt hay không? Liệu mình có làm được nó một cách trọn vẹn hay không? Tức là giống như kiểu là mình được ra một công việc, mình không hề nghĩ tới là cách làm như thế nào, mình làm ra sao, mình làm thật tốt, mà mình lại đi đặt câu hỏi rằng là mình có làm được nó hay không? Mình có đủ tự tin để làm hay không? Và mình có làm nó một cách trọn vẹn không? Thay vì mình chọn cách đó là mình cứ làm đi, nếu có sai thì mình sẽ làm lại, nhưng mà không, mình lại lựa chọn cách đó là mình suy nghĩ rằng là mình phải làm nó thật tốt thì mình mới nhận làm, còn nếu mình làm nó không tốt thì mình sẽ không nhận làm nữa. Và cũng như thế thì mình thấy rằng cái bản thân mình sẽ bị thấp đi, cái bản thân mình bị lùi xuống, tức là mình bị nhụt chí hơn, mình không còn niềm tin vào chính bản thân mình. Và chính đấy là cái mình nói là mình khi mà mình nghi ngờ bản thân như vậy, mình không còn muốn bắt đầu cái gì nữa, mình không còn muốn đam mê hay là còn muốn đặt ra mục tiêu làm cái gì nữa, bởi mình không có niềm tin và không đánh giá đúng cái năng lực bản thân của mình. Đó chính là một điều trong những cái gọi là nghi ngờ bản thân. Và cái này nó không chỉ biểu hiện trong cái việc khi mà bạn bắt đầu một công việc, nó không chỉ nằm trong cái lĩnh vực đó là công việc học tập của bạn, mà nó còn nằm trong những lĩnh vực khác trong cuộc sống, bao gồm tài chính, sức khỏe hoặc bao gồm cả các mối quan hệ nữa. Nghi ngờ bản thân được biểu hiện ở trong các lĩnh vực cuộc sống như vậy, giống như là khi mà bạn được đi mời đi chơi nhưng mà lại nghi ngờ về cái sức khỏe của mình,
bạn cứ sợ này sợ kia, bạn sợ rằng là bản thân mình kéo không đủ sức để có thể đi chơi với các bạn đâu, và rồi bạn từ chối cái cuộc đi chơi đấy. Và khi mà từ chối cuộc đi chơi như vậy thì bạn sẽ nhận ra rằng bạn sẽ ngày xa cách với các bạn. Đấy là một cái đầu tiên khi mà mình nghi ngờ về sức khỏe. Vậy thì khi mình nghi ngờ về mối quan hệ của mình thì sao? Giống như là khi mình chơi với những người bạn của mình, nếu như mình cứ đặt ra những cái nghi ngờ về bản thân rằng là mình có đang thực sự tốt với họ, tức là mình có đang hòa hợp không, mình có đang thân thiện, mình có đang cảm giác vui vẻ với mọi các bạn khi mà chơi, khi mà được chơi với các bạn hay không. Và mình cứ nghi ngờ bản thân thế, thay vì mình chọn cách là mình cứ vui vẻ chơi với các bạn, quan sát các bạn nhiều hơn, lắng nghe và tâm sự nói chuyện với các bạn, thì mình cứ nghi ngờ bên trong bản thân mình là lúc nào mình cũng nghĩ rằng là mình có làm điều gì đấy sai trái, mình có đang làm gì điều gì đấy mất lòng, mình có đang làm cho các bạn cảm giác buồn hay không. Và khi mình cứ có những cái suy nghĩ như vậy thì mình sẽ lại càng trở nên xa cách các bạn hơn, bởi vì mình không có sự kết nối, mình không có cái sự gọi là gắn bó với nhau, tin tưởng lẫn nhau. Đấy, một cái trái ngược với sự nghi ngờ đó là sự tin tưởng. Không tin tưởng được ở chính mình thì bạn sẽ không thể tin tưởng vào những người khác. Đấy là một trong những cái nghi ngờ bản thân ảnh hưởng tới không chỉ mối quan hệ mà còn tới sức khỏe của bạn và bao gồm cả công việc của bạn. Vậy thì cái điều mà khiến cho chúng ta dẫn tới nghi ngờ bản thân này là do đâu? Trước hết thì mình, như mình vừa đặt ra thì hẳn các bạn đã thấy đó là việc mình đang không hiểu được chính bản thân mình. Mình đang chưa có thực sự là lắng tâm quan sát, mình chưa quan sát lại chính mình, chưa quan sát lại những cái biểu hiện, những hành vi, những lời nói của mình. Mình đang có những cái suy nghĩ như thế nào, không có một sự chắc chắn nào cả. Mình cứ mơ hồ trong những cái suy nghĩ và đắn đo đấy và khiến cho mình tự dằn vặt. Và từ đấy mình nhận xét bản thân mình một cách sai. Thì đấy là một trong những cái đầu tiên khi mà mình chưa có biết lắng nghe, quan sát lại chính bản thân mình, chưa có nhìn lại và tìm ra được chính mình là ai và chính mình đang có những cảm xúc như nào. Và bên cạnh đấy thì chúng ta còn có những cái khiến cho chúng ta nghi ngờ bản thân, đó là việc chúng ta so sánh bản thân mình với người khác quá nhiều. Có những bạn đã bị áp lực, có những bạn bị nghi ngờ bản thân khi mà việc là bạn nhìn thấy một người bạn của mình học rất là giỏi, rất là xinh đẹp, rồi là được sống trong một gia đình rất là sung sướng, và bạn cảm giác rằng bản thân mình không bằng họ. Từ đấy bạn lại nghi ngờ bản thân mình là có phải là do mình yếu kém hay không, có phải là do mình bản thân mình kém cỏi, có phải là do mình còn đang thiếu sót vấn đề gì đấy, hay là mình thực sự là quá tồi tệ để không thể được như bạn đấy. Đấy là một trong những cái khiến cho chúng ta nghi ngờ bản thân, đó là việc chúng ta đem bản thân đi so sánh với người khác, nhưng bạn lại không nhìn lại những yếu tố bên cạnh, đó là bạn có cùng vạch xuất phát với bạn đấy hay không, bạn có được sống trong một môi trường giống như người bạn kia không, bạn có được tự nhận một cái nền giáo dục như vậy hay không, môi trường, bạn bè, giáo dục, gia đình có giống nhau hay không. Đó là một gia đình khác nhau, hai bạn sống trong hai gia đình khác nhau, môi trường khác nhau, giáo dục khác nhau, vậy thì tại sao chúng ta phải trở nên giống người bạn đấy? Tại sao có phải dằn vặt là bản thân mình không được như họ? Và việc so sánh sai trái như vậy, sai lầm như vậy đã khiến cho bản thân ngày càng có những cái suy nghĩ mất niềm tin vào bản thân, tự ti vì chính mình, và như thế thì càng khiến cho bạn không còn cái niềm tin, không còn một cái động lực để làm một việc gì khác. Đấy là cái lý do thứ hai. Cái việc thứ hai khiến cho chúng ta nghi ngờ bản thân đó chính là việc đem mình, bản thân mình so sánh với người khác quá nhiều. Cái thứ ba nữa đó là việc chúng ta bị những cái niềm tin của mọi người, bị những cái hy vọng của mọi người áp đặt lên mình. Cái này là do suy nghĩ của mỗi người, tức là cái suy nghĩ coi những cái niềm tin, coi những cái hy vọng kia là sự áp lực thay vì coi nó là động lực. Khi mà bạn được bạn được mọi người trông chờ rằng là bạn sẽ làm điều này thật là tốt, bạn sẽ thể làm điều này rất là tuyệt, và rồi khi mà bạn làm sai đi một chút, chỉ có một vài lời chỉ trích bản thân thôi, thì bạn sẽ liền cảm giác tự ti, nhục chí, rụt rè, sợ hãi và lo lắng về cái việc mà mình đã làm sai như vậy. Và khi mà bạn làm sai rồi, bạn cảm giác sợ hãi, lo lắng, bạn không còn đủ động lực, không còn tự tin, không còn đủ mạnh mẽ để có thể làm tiếp công việc đấy nữa, và rồi bạn chọn cách dừng lại, đó là bỏ cuộc. Thì đấy là một trong những cái lý do mà khiến cho chúng ta đang có những cái suy nghĩ về bản thân mình không đúng, tức là về cái việc mà chọn lựa những cái tiêu cực, chọn lựa để cái dùng những niềm tin và hy vọng của mọi người lên mình, trở thành cái áp lực đè nặng. Và chỉ một cái sai lầm nhỏ thôi thì bạn lại nghi ngờ chính mình rằng là mình đang làm không tốt, mình không có đủ khả năng, mình không có đủ năng lực. Đấy là lý do thứ ba trong cái việc chúng ta nghi ngờ bản thân. Một cái nữa đó là việc chúng ta bị những cái trải nghiệm, tức là bị những cái trải nghiệm thất bại từ trước
có nhiều người họ sẽ bị những cái vết hằn sâu ở trong đầu, là giống như cái vết hằn về những cái sự thất bại ấy. Và khi cái sự thất bại nó ghim trong đầu của bạn rằng là mình đã thất bại nhiều như vậy rồi, mình làm bao nhiêu lần cũng không được, mình làm đã rất nhiều lần nhưng mà không được, rồi bạn bị sống trong cái quá khứ đấy. Giống như bản thân mình thì ngày trước mình cũng thi thoảng mình cũng có, khi mà bắt đầu làm một việc gì ấy, mình cũng suy nghĩ tới những cái thất bại ngày trước của mình. Mình suy nghĩ là ngày trước mình được ra một công việc như vậy, mình không hoàn thành, mình không làm tốt, mình bị người khác chỉ trích, mình bị người khác phê phán, mình bị nhận xét, đánh giá. Và rồi những cái đấy khi mà chuẩn bị nhận công việc mới, những cái thất bại đấy, những cái suy nghĩ đấy nó ập đến, khiến cho mình lại một lần nữa nghi ngờ bản thân, một lần nữa không có niềm tin vào chính mình, một lần nữa không, thậm chí là không dám bắt đầu, chứ không phải là đang làm mà mình còn bỏ cuộc. Thì đấy là cái thứ tư trong cái việc đó là mình thất bại. Mình nhớ lại những cái thất bại, mình bị quá nhiều cái thất bại và mình nghi ngờ bản thân, mình không còn dám bước vào một cái mục tiêu mới, một cái công việc mới, một cái mối quan hệ mới hay là việc cải thiện sức khỏe mới. Đấy là một trong những cái của cái việc lý do và những cái biểu hiện của nghi ngờ bản thân mình muốn chia sẻ với các bạn, để các bạn có thể nhìn lại và nhận thấy rằng bản thân mình có đang như thế hay không. Với những cái lý do như đấy, với những cái biểu hiện như vậy, liệu rằng có cái gì, có điều gì, có cách nào để có thể khắc phục hay không? Cái điều này hoàn toàn có thể, và tất nhiên đó là các bạn phải dựa hoàn toàn vào chính bản thân mình. Trước hết bạn cần phải có cái suy nghĩ, đặt ra một cái suy nghĩ, đó là mình sẽ thay đổi được cái việc nghi ngờ bản thân. Vậy làm cách nào thì chúng ta có thể thay đổi được những điều này? Trước hết, với những cái lý do đưa ra thì chúng ta sẽ có những giải pháp. Lý do đầu tiên của cái việc nghi ngờ bản thân ấy vừa rồi, đó là mình so sánh mình với người khác quá nhiều. Mình không có phản đối việc các bạn đem cái việc so sánh, nhưng hãy chọn lựa so sánh một cách chính xác. Thay vì so sánh bản thân mình với người khác thì hãy so sánh bản thân mình với ngày hôm qua, bản thân mình với quá khứ. Ngày hôm nay mình đã tốt hơn như thế nào? Ngày hôm nay mình có tệ hơn hay không? Mình có, so với quá khứ mình đã có những thay đổi gì? Tốt hơn hay là xấu đi? Nếu tốt hơn thì mình đi, hãy lấy những cái tốt hơn đấy, lấy những cái điểm tốt đấy để thấy rằng là bản thân mình hoàn toàn có thể cải thiện, bản thân mình hoàn toàn có thể thay đổi. Và mình trong quá khứ mình đã làm được những cái điều tuyệt vời như thế, thì tại sao ở hiện tại mình lại không làm được? Và với những cái thất bại, với những cái thất bại ấy, với những cái điều mà mình đã không làm được ấy, thì mình hãy chọn cách, đó là thất bại là mình thành công. Nhưng cô nói chúng ta vẫn nghe, thất bại hãy coi nó là một bài học, thay vì coi nó là một cái sự tủi nhục, coi nó là một sự nhục nhã mà khiến cho bản thân mình bị dày dặn, bị dày vặt, bị dằn vặt, bị dày vò sống trong những cái nỗi thất bại như vậy. Thay vì so sánh mình với người khác quá nhiều thì hãy so sánh mình với ngày hôm qua, chọn cách quan sát lại chính mình với những cái thay đổi mà mình đang có được. Thay vì nhìn vào những thất bại thì hãy coi đó là bài học và thất bại là mình thành công, để chúng ta có thể thay đổi được chính bản thân mình. Với những cái lý do như thế, và thêm vào đấy nữa là hãy lắng nghe. Lắng nghe ở đây tức là chúng ta có thể nghe những cái lời nhận xét của mọi người, nghe những lời nhận xét góp ý thay vì những cái lời chỉ trích và phê phán. Bởi không có, mình thấy rằng nó ngay chính bản thân mình, hoặc mình thấy những cái tâm lý chung của chúng ta sẽ không có ai muốn nghe những cái lời chỉ trích, phàn nàn hay là những lời phê phán quá nhiều về bản thân mình, đúng không? Nếu như bản thân bạn cảm thấy rằng mình không nghe được những lời đấy một cách gọi là tiếp thu, thì bạn hãy tiếp thu những cái lời góp ý khác, tức là những cái sự thay đổi, những cái lời tốt đẹp của mọi người, để chúng ta có thể thay đổi và chúng ta không bị áp lực. Thay vì những cái lời nói kia sẽ khiến cho bạn bị tiêu cực dần đi, thì chúng ta hoàn toàn có thể lắng nghe, nhưng lắng nghe một cách có chọn lọc. Để với những cái cách như vậy thì mình có thể thay đổi dần cái việc nghi ngờ bản thân của chính mình. Và nghi ngờ bản thân thì như ban đầu mình đã giải thích, đó là cái việc chúng ta đang không tìm hiểu được chính mình, chúng ta đang không có sự rõ ràng với những cái năng lực, với những cái sở trường, với những đam mê của chính mình. Chính vì vậy cái việc nghi ngờ bản thân, để từ đấy chúng ta nhận ra rằng chúng ta phải đi tìm ra chính mình, chúng ta phải lắng tâm, quan sát lại bản thân mình, năng lực bản thân của mình là ở đâu, sở trường, đam mê của mình là gì, điểm mạnh, điểm yếu của mình như thế nào, một cách chắc chắn và rõ ràng. Thì khi mà bạn bắt đầu công việc mới, bạn nhìn lại chính mình bằng những cái điều tốt đẹp nhất. Tức là bạn nhìn lại điểm mạnh của mình, mình có những cái điểm mạnh này, mình có phù hợp với công việc này hay không. Thay vì là bạn suy nghĩ là với công việc nào thì bạn cũng thấy rằng bạn không làm được, với cái công việc nào thì bạn cũng nghĩ rằng là bản thân mình còn yếu kém lắm, bản thân mình còn tệ lắm, mình với những trong quá
quá khứ, có những cái việc mình đã không làm được, thì mấy cái việc hiện tại khi mà mình nhận rồi mình thấy rằng mình cũng không làm được, thì bạn hãy bỏ cái suy nghĩ đấy đi. Đừng có suy nghĩ rằng bản thân mình không làm được gì cả. Đấy là một trong những cái mình muốn chia sẻ đầu tiên về cái việc hiểu ra chính mình, và với những cách vừa rồi so sánh mình của ngày hôm nay với những quá khứ, thay vì đi so sánh mình với người khác, hãy dùng những cái thất bại cũ đó là những bài học, thay vì những cái thất bại ấy là một cái tủ nhục để khiến cho chúng ta cảm giác nhục nhã và không có niềm tin vào chính mình. Hiểu được chính mình, đánh giá được năng lực của bản thân, trước mỗi việc bạn phải có niềm tin, có động lực, có sự mạnh mẽ rằng bản thân mình sẽ làm được. Thì với mỗi một công việc hay với mỗi một mối quan hệ hay bất kỳ trong lĩnh vực cuộc sống thì bạn cũng có niềm tin làm hơn. Thì khi mà bạn bắt đầu thì bạn cũng sẽ sẵn sàng, có động lực để làm được. Và khi mà bạn đang làm một công việc gì đấy rồi, bạn nghĩ lại những cái mục tiêu ban đầu, bạn tin tưởng rằng bản thân mình có thể tiếp tục, thì bạn sẽ không còn bỏ dở, bạn sẽ không còn dang dở cái công việc bạn đang muốn hoàn thành, cái mục tiêu bạn đang hướng đến. Tóm lại trong video này, mình muốn nhắn nhủ với các bạn rằng về một cái gọi là keyword nghi ngờ bản thân, để khiến cho bạn tự đánh giá lại chính mình, nhìn nhận lại chính mình, lắng tâm quan sát với những biện pháp như mình đã đề ra. Việc so sánh với bản thân mình, coi những cái thất bại, coi những cái suy nghĩ, coi những cái lời nói áp lực đấy chỉ là một phần trong cuộc sống để khiến cho chúng ta cải thiện tốt hơn, hướng đến những cái điều tích cực và lạc quan, thì bạn sẽ không còn bỏ cuộc nữa. Bởi bạn khi mà niềm tin vào chính mình rồi, đánh giá được đúng cái năng lực bản thân của mình rồi, hiểu được chính mình rồi, thì bạn sẽ luôn tự tin làm được mọi việc. Và khi bạn đang trong một cái trạng thái làm việc, đang trong một cái mục tiêu hay là đề ra một cái kế hoạch mới, thì bạn cũng có niềm tin và có kế hoạch. Tóm lại, hãy bỏ đi cái gọi là nghi ngờ bản thân, thay vào đấy có một sự chắc chắn rõ ràng về năng lực của bản thân mình, tìm ra những cái điểm mạnh của mình, để từ đấy các bạn có niềm tin hơn và chắc chắn hơn trong bản thân mình cũng như mọi những lĩnh vực cuộc sống xung quanh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, và rất mong chúng ta có thể trao đổi thêm về chủ đề này bên dưới video hoặc sau những lời góp ý sau khi bạn đã xem xong video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.